xin chào anh chị nha. Thì Tần Trung Gia Lai em đang có sẵn một cặp Avanza 2022 mà số xe luôn, loan quanh tầm 500 thôi chị. Trước hết thì xe màu đen đây. Odo của xe này thì khoảng 19.000. Đời 2022 nha anh chị. Em sẽ quay một vòng ở bên trong. Xe thì có lên được cho mình là cái lót sàn, bọc trần ni lông nè. Nội thất bên trong vẫn rất là mới nha anh chị. Đây, vô lăng của nó. Đó. Học được ly nè. Xe thì của Toyota thì rất là bền rồi. Nội thất phía sau nè. Nó cam lùi cả biến lùi theo xe rồi. Để em xem xe màu bạc này có đồ chơi gì không nha. Có bộ ghế da nè, lót sàn nè, bọc trần nè. Đó, xe này thì đầy đủ hơn một chút. Máy xăng 1.5 nha anh chị, cũng rất là thích hợp để đi gia đình ạ. Dịch vụ luôn anh chị nha. Hai chiếc xe này đều đời 2022. Ở chiếc màu bạc này thì chạy cũng khoảng 19.000. Nói chung là hai dòng xe, hai chiếc xe này là số km và đời xe như nhau anh chị nha. Thì anh chị nào mà quan tâm và thích màu nào á thì cứ liên hệ tới cho em nè. 0928325679 để gặp Vi ạ.